Đạt ơi, thử luôn đi, mình mở mở bát luôn. Chơi liền đi anh. Với vòng này thì bạn sẽ trả lời những câu hỏi cùng hành động trái ngược. Ví dụ như là đây là bạn trai bạn đúng không? Bạn phải nói là bạn trả lời là đúng, nhưng mà bạn phải lắc đầu. Ví dụ vậy. À, hiểu không? Đúng, sai, có, không. Hiểu chưa? Rồi, hay quá vậy. Dạ, nhưng mình phải tách bán cầu não ra. Đúng rồi. Đúng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên dành cho Phương Lan. Nhưng mà trước khi đến với câu hỏi thì bạn có muốn sử dụng phiếu ưu đãi hay không? Phiếu, à đúng rồi, hồi nãy là bạn em không có sử dụng, là bây giờ em sử dụng luôn. Đúng rồi ạ. Voucher tích lũy điểm. Voucher tích lũy điểm. Dạ. Nghĩa là bạn không cần phải trả lời câu hỏi này mà bạn sẽ được 10 điểm luôn à. Xin chúc mừng bạn. Trời ơi. Vậy là Phương Lan đã ghi được cho mình 10 điểm đầu tiên. Chúc mừng bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2. Bạn sẽ dẫn nguyên ekip Quýt làm cam chịu đi ăn nếu hôm nay bạn thắng đúng không? Không. Bạn vừa có đáp án cũng như là hành động đúng, cho nên là bạn ghi về cho mình 10 điểm nữa. Xin chúc mừng bạn. À. Nhưng mà tí nữa nhanh lên nha. 3 giây thôi à. Bạn gọi quá suy nghĩ hơi lâu à. À rồi, hay, hiểu. Hay ho quá. À, hiểu rồi. Nhìn nhẹ tay nát em dẫn đi ăn nhá anh trai. Bạn chỉ cần chiến thắng, tiền thưởng của bạn sẽ cho hết MC đúng không? 1 đúng, 2 đúng rồi. Đương nhiên rồi à. Đúng rồi. Đánh à, đương nhiên rồi. Ủa? Đâu. Em chưa có thấy, hồi nãy là nãy có đánh chưa? Có ai thấy không? Không, không, không thấy đâu. Dạ, thấy không? Khoan, khoan. Không thấy không? Chưa thấy, chưa thấy, không thấy hết á. Thôi thôi anh ơi, anh vào luôn đi, anh vào luôn đi, anh vào luôn. Hồi nãy giờ tụi em không có thấy là đánh. Mấy anh ơi, chưa có bắt kịp. Chưa bắt kịp, làm lại đi. Khoan, khoan anh trai. Anh trai. Từ từ thôi, bình tĩnh. Từ từ, từ từ.